Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Ngày 22 tháng 4, tức thứ hai tuần tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến sẽ đấu thầu là 16.800 lượng. Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, thời gian bắt đầu đấu thầu vàng miếng SJC là 10 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2024 thứ hai. Địa điểm đấu thầu tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hình thức đấu thầu là đấu thầu theo giá, tổng khối lượng vàng miếng dự kiến sẽ đấu thầu là 16.800 lượng, khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng, loại vàng miếng bán là vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Ngân hàng Nhà nước quy định bước giá dự thầu là 10.000 đồng một lượng, bước khối lượng dự thầu là một lô 100 lượng. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố. Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, trường hợp Ngân hàng Nhà nước không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của Ngân hàng Nhà nước, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định hủy kết quả thầu. Theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước, hiện có 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Chiều ngày 19 tháng 4, Báo Nhân dân phối hợp với IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV Going Home, một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội như là Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Cầu Long Biên. MV Going Home do Báo Nhân dân IB Group Việt Nam phối hợp sản xuất. MV được ghi hình trong 5 tiếng đồng hồ ngay sau đêm diễn bùng nổ của Kenny G tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong chương trình Kenny G Live in Vietnam. Sau nhiều tháng thương thảo bản quyền thành công, MV đã được hậu kỳ công phu, tỉ mỉ và ra mắt khán giả trên các trang YouTube của Báo Nhân dân của IB. Với mục đích bảo tồn các giá trị văn hóa làng nghề gắn với phố nghề, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung, chiều ngày 19 tháng 4 tại Hà Nội, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa nghề truyền thống 2024 với chủ đề Giữ nghề xưa trên phố. Tại buổi khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa nghề truyền thống, người dân và du khách được tham gia các hoạt động trưng bày giới thiệu nghề thuốc đông y cổ truyền Việt Nam, tái hiện không gian hoạt động của gia đình lương y làm nghề thuốc đông y truyền thống, tham quan khu trưng bày giới thiệu cây thuốc dược liệu, sản phẩm thuốc, khu vực điều chế thuốc đông y cổ truyền. Từ nay đến ngày 15 tháng 5, tại các điểm di tích trong khu phố cổ còn có các hoạt động triển lãm về nghề dệt thổ cẩm Xí Thoại, Phú Yên, triển lãm về sơn mài, tọa đàm về nghề thuốc đông y gắn với phát triển phố nghề Lãn Ông, biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội. Chuỗi các hoạt động văn hóa nghề truyền thống được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghề truyền thống, một giá trị đã làm nên di sản phố nghề của Thăng Long, Hà Nội. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 5, với hàng trăm chương trình văn hóa nghệ thuật thể thao đặc sắc. Thành phố Hải Phòng cũng sẽ đón nhận ghi danh Vịnh Hạ Long, Cát Bà là di sản thế giới. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị văn hóa xã hội được tổ chức thường niên và trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của thành phố Hải Phòng, diễn ra vào tháng 5 hàng năm, kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng 13 tháng 5 1955. Năm nay chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 11 tháng 5 nhân dịp thành phố Cảng tự hào đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, là dịp để quảng bá sâu rộng hơn nữa đến du khách trong và ngoài nước về quần đảo Cát Bà, kho báu thiên nhiên trên biển với những giá trị hết sức to lớn. Đêm hội hứa hẹn mang đến cho du khách và nhân dân những ấn tượng cảm nhận sâu sắc về miền đất nơi cửa biển tươi đẹp, kỳ thú, giàu bản sắc văn hóa và đầy thân thiện mến khách. Đặc biệt, lần đầu tiên chương trình đêm hội được tổ chức bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu được Chính phủ đề ra tại đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025 và đặc biệt là đề án 06. Trong những năm qua, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh không ngừng tiên phong trong chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý vị và các bạn cùng đến với một địa phương là điểm sáng trong chuyển đổi số xuất nhập cảnh. Chị Hoàng Hải Yến, cư trú tại thành phố Lào Cai, cảm thấy hài lòng khi đi làm hộ chiếu, bởi thủ tục ngày càng đơn giản, thuận lợi.
Tôi thấy bây giờ làm hộ chiếu có vẻ nhanh hơn ngày xưa. Bây giờ chỉ cần cầm mỗi căn cước công dân, bây giờ ra đây chụp ảnh là xong rồi. Ngày xưa làm kiểu lâu hơn ý. Bây giờ cơ quan ở đây thì họ hẹn 8 ngày làm việc thì mình đi ra đây lấy hộ chiếu thôi. Trước đây, khi Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến, cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, thì người dân sẽ phải đến trực tiếp xếp hàng, điền tờ khai và thực hiện các thủ tục. Từ khi triển khai phần mềm tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, thì đây là bước tiến quan trọng về cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Hiện tại thì khi công dân đến khai làm hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại phòng em thì chỉ cần có căn cước công dân, sau đó là SIM điện thoại chính chủ hoặc là có tài khoản định danh điện tử thì sau đó là sẽ có cán bộ hỗ trợ công dân khai nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Không chỉ làm hộ chiếu, thời gian cấp giấy thông hành hiện cũng đã được rút ngắn rất nhiều. Giấy thông hành cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa giảm từ 3 ngày làm việc còn nửa ngày, công ty lữ hành quốc tế giảm xuống còn 1 ngày, công dân nộp hồ sơ trực tiếp giảm xuống còn 2 ngày. Từ lúc nộp hồ sơ gốc cho đến khi hoàn thiện được một cái thủ tục cho đoàn khách là từ trước đây là theo quy định là 5 ngày, thì bây giờ rút ngắn xuống là 1,5 ngày. Lào Cai là địa phương có cửa khẩu quốc tế. Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu của doanh nghiệp, người dân thực hiện thủ tục cấp giấy thông hành tăng cao, trung bình khoảng trên 800 lượt một ngày. Tuy nhiên, việc rút ngắn thủ tục hành chính trong quản lý xuất nhập cảnh đã giúp công tác xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi, tiết kiệm nhiều chi phí. Người dân và du khách tham quan, du lịch dễ dàng kết hợp các tour du lịch đến các địa danh nổi tiếng của Trung Quốc. Điều này góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự an toàn tại địa phương. Chiều ngày 19 tháng 4 tại thị trấn Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang, Công đoàn Báo Nhân dân tổ chức hội nghị tập huấn công tác đoàn năm 2024 và tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Na Hàng. Hoạt động Công đoàn Báo Nhân dân trong thời gian qua đã từng bước được đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, tổ chức được nhiều hoạt động gắn kết đoàn viên công đoàn. Đoàn viên luôn được quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn. Nhân dịp này, Công đoàn Báo Nhân dân đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, cùng sách, bánh, sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Năm học 2023-2024 là năm thứ tư ngành giáo dục áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Tuy nhiên hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn còn thiếu trang thiết bị, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu kiến thức của học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên. Để nâng cao chất lượng giáo dục, trường tiểu học xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã vận động học sinh dồn điểm trường lớp ghép về trường chính. Tuy nhiên, từ năm học 2020-2021, do số lượng học sinh đông, không có đủ phòng học nên nhà trường phải bắt buộc đưa 5 lớp với gần 100 học sinh quay trở lại các điểm trường để học. Thế thì trường chúng tôi là đang thiếu phòng học. Hiện tại là chỉ đáp ứng đủ 10 phòng học tại trường chính thôi. Nếu cho các em ở điểm trường về học thì nhà trường phải được đầu tư cơ sở vật chất, thêm các phòng học rồi các phòng chức năng. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thiết bị tối thiểu các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở phải đạt trên 46%, đối với cấp trung học phổ thông là trên 54%. Song với điều kiện trang thiết bị hiện tại ở các đơn vị trường học tại Hà Giang, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thì rất khó để bảo đảm trang thiết bị dạy và học theo yêu cầu chuyên môn. Nhiều bài học thay vì được trải nghiệm, thực hành, thực tế, thì giáo viên phải cho học sinh thực hành qua cách mô phỏng. Sự là để mà lên lớp với các con để mà có những cái bài giảng mà sinh động, thì để mà các kênh hình mà các con được mà khám phá thực sự là rất là thiếu thốn và khó khăn để các con để vận dụng mà các hình ảnh để mà học tập ấy. Chúng tôi cũng đã thực hiện cái kêu gọi cái xã hội hóa đấy, cũng kêu gọi các tổ chức cá nhân, các cái đơn vị, các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho nhà trường về cái việc trang cấp trang thiết bị dạy học. Không chỉ ở các điểm trường mà vấn đề thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở những cơ sở giáo dục nằm trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia, được ưu tiên dành nguồn lực đầu tư ở một số địa phương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Điều này đặt ra những thách thức to lớn trong việc thực hiện mục tiêu đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023-2030 được tỉnh Hà Giang vừa mới ban hành.
trường tồn cùng với mảnh đất văn hiến Thăng Long, chùa Vạn Niên mang dáng dấp kiến trúc cổ kính, tâm linh, thanh tịnh. Chùa nằm trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trong quang cảnh thanh bình, cây cối xanh mát tạo nên khung cảnh thanh tịnh, khoáng đạt nơi cửa Phật. Song hành với Thăng Long Hà Nội, chùa Vạn Niên là một trong những ngôi chùa cổ tại Hà Nội mang cảnh sắc hữu tình cùng nhiều giá trị tâm linh. Chùa được xây dựng vào năm thứ hai Thuận Thiên, tính đến nay đã trải qua hàng nghìn năm kể từ ngày Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra kinh thành Thăng Long. Chùa có hai cổng, cổng phụ là 364 đường Lạc Long Quân và cổng chính nằm ở bờ phía tây của Hồ Tây, trước kia thuộc ấp Quán La, nay là phường Xuân La, quận Tây Hồ. Chùa Vạn Niên xưa kia có tên là Vạn Tuế, được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 dưới thời vua Lý Công Uẩn, tức đến nay đã hơn 1.000 năm. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử với nhiều lần trùng tu tôn tạo, hiện nay ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính với kiến trúc mang đậm nét văn hóa phương Đông. Tổng thể thiết kế kiến trúc của chùa được làm bằng gỗ, bao gồm cổng tam quan, chùa chính hay còn gọi là đền mẫu thờ bà chúa Liễu Hạnh, nhà tăng và nhà phụ. Hiện trên nóc chùa vẫn còn ba chữ triện đắp nổi, Vạn Niên Tự, ý muốn chùa trường tồn mãi cùng thời gian. Trong chùa hiện tại còn lưu trữ 46 pho tượng Phật, tượng mẫu, tượng tổ các loại từ thời nhà Lý. Cùng với đó là hai quả chuông được đúc hoàn toàn bằng đồng dưới triều Nguyễn và 11 đạo sắc phong thần thời Lê Tây Sơn. Một điểm đặc biệt nữa ở chùa Vạn Niên là chuông đồng Vạn Niên Tự Chung được đúc dưới thời vua Gia Long từ năm 1802 đến năm 1820. Trên chuông có bài ký miêu tả chùa Vạn Niên là một danh lam thắng cảnh, cổ tự bề thế ở phía tây của kinh thành Thăng Long xưa. Với hơn 1.000 năm tuổi, chùa Vạn Niên không chỉ lưu giữ nét đẹp truyền thống cổ kính cho không gian của thủ đô mà còn là minh chứng cho nét đẹp văn hóa kiến trúc cho muôn đời sau. Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm. Phương thức này nở rộ trong những năm gần đây và được các trường sử dụng triệt để nhằm lấp đầy chỉ tiêu. Tuy nhiên, bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại cho rằng từ bức tranh tuyển sinh 2 năm gần đây cho thấy việc xét tuyển sớm không thực sự hiệu quả. Xét tuyển sớm không phải cây đũa thần giúp cho các trường tuyển đủ số lượng và chất lượng. Trái lại, phương thức này khiến cho nhiều trường đau đầu về tỷ lệ thí sinh ảo, thậm chí còn thiếu công bằng khi sử dụng phương thức xét tuyển sớm. Ngoài ra, việc các trường dành nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển sớm có thể dẫn đến bỏ lỡ thí sinh giỏi khi đặt nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo ghi nhận trên báo Đại đoàn kết, thời gian qua, nhiều người đã phải nhập viện vì sử dụng thực phẩm hỗ trợ giảm cân cấp tốc mua trên mạng. Dù các chuyên gia đã từng nhiều lần cảnh báo, nhưng không ít người vẫn tin vào thần dược giảm cân. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng trôi nổi, không rõ nguồn gốc và chất lượng trên thị trường vì sẽ nhận hậu quả khôn lường đối với sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Biện pháp giảm cân an toàn và hiệu quả là chế độ dinh dưỡng khoa học và luyện tập hợp lý. Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 4 tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với IB Group Việt Nam tổ chức lễ ra mắt video ca nhạc MV đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam mang tên Going Home. MV được huyền thoại saxophone người Mỹ Kenny G thực hiện tại những địa danh nổi tiếng của Hà Nội ngay sau khi kết thúc đêm diễn đầy ấn tượng Kenny G Live in Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối ngày 14 tháng 11 năm 2023. Đêm nhạc là sự kiện mở màn cho dự án âm nhạc quốc tế Good Morning Việt Nam do Báo Nhân dân khởi xướng vì mục đích thiện nguyện. Theo thông tin trên báo Lao động, trước ngày 25 tháng 4, Bộ Công Thương được yêu cầu phải hoàn thành xây dựng cơ chế thí điểm áp giá điện hai thành phần. Việc thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện giá điện tính theo sản lượng tiêu thụ và công suất đăng ký dùng trong tháng được nhận định là cần thiết vì mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng EVN và Bộ Công Thương cần xây dựng được biểu giá cơ bản chính xác, công khai, minh bạch để làm thí điểm, sau đó tổng kết và nhân rộng theo lộ trình. Trong đó, những vấn đề cần phải làm rõ là phương pháp áp dụng thí điểm ra sao, có phù hợp hay chưa và ai sẽ kiểm tra và giám sát được. Một loạt ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn, đáng nói có ngân hàng điều chỉnh tăng 2 lần liên tiếp, trong khi lãi suất Việt Nam đồng qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã tăng lên mức cao nhất một năm, tiến sát mức trần. Tuy nhiên, bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị phân tích, động thái này tăng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đang thu hút được sự chú ý của người gửi tiền lẫn người đi vay. Nhiều doanh nghiệp cũng như người đi vay lo ngại lãi suất cho vay sẽ tăng lên trong thời gian tới. Còn đại diện một số doanh nghiệp cho biết, dù lãi suất của các khoản vay đáp ứng cho nhu cầu vốn lưu động hiện đã thấp hơn khoảng 2% một năm so với một năm trước, nhưng ở giai đoạn hiện nay không dám mở rộng đầu tư thêm nữa. Kinh tế dần phục hồi, ngành du lịch trong nước cũng bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc. Thế nhưng, theo phản ánh trên báo Tiền Phong, những doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp không khói này lại đang gặp thách thức khi thiếu nhân lực nghiêm trọng. Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết hiện nay khoảng cách giữa nhu cầu về lao động trong ngành du lịch của doanh nghiệp và thực tế chất lượng đào tạo của các trường khá lớn. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành, trong thời gian tới cần phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch như tổ chức các khóa đào tạo, tăng cường các môn học thực tế, các kỹ năng công việc. Các kết quả khảo sát cho thấy độ tuổi mua nhà của người trẻ đang càng cao. Khách hàng mua nhà dưới 40 tuổi đang dần có là nhóm chủ lực thay thế cho nhóm trung niên. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, hiện có hơn 100 dự án có dấu hiệu chào bán giới thiệu quay lại thị trường trong quý 1 năm 2024. Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp, khách hàng, nhà đầu tư đang lấy lại niềm tin. Và đây sẽ là giai đoạn để khởi động chu kỳ mới của thị trường bất động sản. Dự báo chu kỳ này ổn định hơn, bền vững hơn, nhà đầu tư sẽ không dễ lướt sóng, ăn sổi bởi thị trường đang hướng đến nhu cầu thực hơn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, cả miền Bắc trời sẽ chuyển nắng sớm. Với nắng sớm cường độ nắng mạnh, nền nhiệt ngày hôm nay ở phía Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng cao từ 35 đến 38 độ. Còn khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Trời nóng ở khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng. Đến chiều tối và đêm nay, một rãnh mây di chuyển từ khu vực Trung Quốc xuống sẽ khiến khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông trở lại. Trong mưa dông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nghỉ cuối tuần ở miền Trung trời ít mây và nắng sớm, báo hiệu hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng mạnh. Với tác động của hàn lưu vùng áp thấp phía Tây cộng với ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn, nên trong ngày hôm nay, một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận khu vực của Phú Yên sẽ đều xảy ra nắng nóng, với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Trong đó, ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận khoảng trưa chiều sẽ xảy ra nắng nóng, nền nhiệt ngày hôm nay duy trì trong khoảng 33 đến 35 độ. Với các tỉnh thành phố miền Nam, hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng diện rộng ở cả hai khu vực, trong đó nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng 35 đến 36 độ. Với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 35 đến 38 độ, còn khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn có nhiều điểm nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 37 độ. Trong chiều và tối nay, khả năng mưa dông cục bộ có thể tiếp tục xuất hiện ở cả Tây Nguyên cũng như khu vực miền Đông Nam Bộ. Trên biển, đáng lưu ý ở khu vực Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay có gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, khiến cho biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.